Và vào thời điểm này, nông dân thành phố Cần Thơ đã bước vào thu hoạch lúa thu đông 2022 với năng suất tương đối cao nhưng lại kém vui do giá lúa giảm và chi phí sản xuất lại tăng cao. Hiện giá bán nhiều loại lúa đang thấp hơn ít nhất từ 300 đến 600 đồng một ký so với các vụ lúa trước. Hai loại lúa tươi OM5451 và OM18 được nông dân bán cho thương lái chỉ từ 5.300 đến 5.400 đồng một ký, trong khi hồi vụ đông xuân ở mức 5.700 đến 6.000 đồng một ký. Còn lúa tươi IR50404 được nông dân bán tại ruộng ở mức 5.200 đến 5.300 đồng một ký. Giá lúa giảm do giá gạo xuất khẩu đang có phần giảm so với trước, trong khi nguồn cung lúa gạo hàng hóa đang tăng. Thêm vào đó, thời tiết liên tục có mưa lớn, việc thu hoạch, vận chuyển lúa đến nơi phơi sấy và tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, nên tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo đã giảm giá thu mua lúa gạo từ 100 đến 200 đồng một ký so với cách nay hơn 2 tuần.